Sao con dậy sớm vậy? Ăn gì để má nấu nè. Ừ, con có bị làm sao không? Sao mắt con sưng húp vậy? Má nhìn má đi, mắt của má còn sưng hơn mắt của con nữa đó. Khóc một đêm cũng không thể nào bù đắp được những gì mà má đã gây ra đâu. Nhưng mà con nghĩ má có thể trang điểm được như vậy chứng tỏ là những suy nghĩ của con đã sai hết rồi. Má đâu có ăn năn đâu. Vậy là những giọt nước mắt đêm qua chỉ là do má thương cho thân phận của má. Con có biết má làm tất cả vì ai không Thủy? Con không có cần. Má đáng sợ lắm. Vô. Cái gì vậy? Uống từ từ thôi. Mày uống lẹ quá sao tao uống kịp? Từ từ thôi. Thì không ngờ Cọc Anh lại là con người như vậy. Bây giờ tao phải làm gì để Minh? Tao không muốn về nhà vì sợ thấy mặt của Ngọc Anh. Tao sợ mình không thể kiềm chế được. Rủi như tao muốn giết Ngọc Anh thì phải làm sao đây? Mày phải kiềm chế. Dù gì Ngọc Anh cũng đã sống với mày mười mấy năm nay rồi. Đàn bà mà đã ghen tức lên thì chuyện gì mà họ không dám làm. Nhưng mà nếu ép mình để sống thì trước sau gì tao nghĩ gia đình mày cũng giống như địa ngục đó. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sau này của Tiên Thủy đó. Giờ tao nghĩ chỉ còn có cách là phải ly dị thôi. Suy cho cùng, sai lầm tất cả là do má tao và cả tao nữa. Năm Hương nói rất đúng. Tao chả làm được cái gì hết. Tao luôn lo sợ sẽ mất đi mọi thứ, nhưng rồi chính tao lại không đủ mạnh mẽ để nắm giữ nó. Sau khi giải quyết xong chuyện gia đình, mày định quay lại với Mỹ Lan hả? Tao cũng có ý định đó. Cho nên hôm nay tao muốn nghe ý kiến của mày coi sao. Nghĩ thì cũng đúng. Mày với Ngọc Anh sống với nhau vì tình nghĩa mà nay cũng đã cạn rồi. Tha thứ cho Ngọc Anh cũng là chuyện tốt. Nhưng nếu như sống chung chỉ làm khổ nhau thêm. Vấn đề của mày bây giờ là còn Tiên Thủy. Tiên Thủy nó sẽ hiểu thôi mà. Con bé đã từng khuyên tao rằng đã đến lúc ba nên sống cho hạnh phúc của riêng mình. Nó suy nghĩ già dặn như vậy sao? Vậy thì mày còn đợi gì nữa? Mày hãy làm lại từ đầu với Mỹ Lan đi. Lan vẫn chưa đồng ý. Cứ nói là chưa nghĩ tới rằng tình cảm với tao không còn nữa. Có lẽ cô đang đau buồn về chuyện của Trần Đức và gia đình. Mày ráng đợi cổ thời gian nữa đi. Vô. Khóc một đêm cũng không thể nào bù đắp được những gì mà má đã gây ra đâu. Nhưng mà con nghĩ má đâu có ăn năn đâu. Vậy là những giọt nước mắt đêm qua chỉ là do má thương cho thân phận của má. Ừ.
Tôi ghê sợ cô. Con không có cần. Mình đang sợ lắm. Cô là một con người độc ác, thủ đoạn như vậy mà cũng có can đảm để chết nữa hả? Thật sự anh đã sống hết nghĩa với Ngọc Anh rồi. Anh không thể nói như vậy được. Anh còn có Tiên Thủy nữa. Không cứu vãn được gì đâu em. Đến giờ thì anh đã sẵn sàng để ly dị, và anh sẽ để lại hết tài sản cho Ngọc Anh nuôi con. Tiền bạc đâu có giải quyết được vấn đề. Vấn đề ở đây là anh phải tha thứ cho Ngọc Anh. Cô ấy làm mọi việc là vì muốn có anh, và Tiên Thủy cần có cha, anh hiểu không? Không lẽ em không hận người đàn bà đã gây ra rất nhiều lỗi lầm với em hay sao? Không, anh không thể nào sống chung với cổ được nữa. Anh cảm thấy ghê sợ với những hành động của cổ. Dù nói là tha thứ, nhưng bây giờ nhìn cổ, anh không thể nào chịu đựng được. Nếu em không hận thì em đã thành thánh nhân rồi. Em hận, nhưng em không muốn làm điều mà cổ đã từng làm với em. Em không muốn mình đi theo bước chân của Ngọc Anh. Em muốn mình sống thanh thản. Cho nên anh hãy suy nghĩ kỹ những gì em nói. Mình sẽ sống cùng nhau, cùng làm những việc thiện nguyện để bù đắp những lỗi lầm đã qua được không em? Tình yêu bây giờ là thứ đã trở nên quá xa xỉ đối với em. Em đã không nghĩ tới nó từ rất lâu rồi. Em vẫn còn yêu anh mà phải không Lan? Tụi mình sẽ làm lại từ đầu. Anh sẽ không để mất em nữa đâu. Chuyện cùng làm từ thiện thì em đồng ý với anh. Còn tình cảm thì em không dám nghĩ tới nữa.
Nếu nỗi tiếc tan trong bao tiếc nuối, để yêu thương xa thật xa. Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa, và thời gian sẽ qua. Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt, để ngày mai được khóc sâu muộn màng. Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn. Cô là một con người độc ác, nhiều thủ đoạn như vậy mà cũng có can đảm để chết sao? Như con nước cuốn trôi dạt về đâu, em à. Đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương này xa. Em sẽ làm chân trời. Đừng để ta tan trong con sóng buốt xa, cô đơn giữa muôn trùng quên lãng. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu hãy xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu dấu. Cho về những phút giây chị Thủy, dậy đi, mặt trời mọc tới nóc nhà luôn rồi kìa. Cho chị dậy ngủ đi tí. Giờ có dậy không? Không dậy đúng không? Lần đầu ta gặp nhau trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ không tên. Nhỏ bảo nhỏ không tên, bây giờ vui nhé nhỏ. Nhỏ ơi, em bị khùng hả Thảo? Ờ, khùng mà biết hát. Chị á, còn cười nữa, mấy bữa nay mới thấy chị cười đó nha. Thôi, vậy đánh răng rồi uống sữa nè. Giờ mình ra bến sông chơi đi, mát lắm á. Dậy đi. Tỳ nữ đỡ ta dậy. Thôi mà, uống sữa gì nữa, ăn sáng no quá trời rồi. Anh uống hết ly sữa này đi. Anh có biết là mỗi buổi sáng uống một ly sữa vô là tốt cho sức khỏe lắm không? Biết rồi, nhưng mà thôi, dành sữa cho bé Thảo uống đi, anh già rồi. Bây giờ có uống không? Lớn rồi mà làm như con nít vậy đó, nhõng nhẽo nữa. Đó, uống không? Dám nói không mà. Vậy uống một ly này thôi à nha. Đó, trời, giỏi dễ sợ luôn không? Coi kìa. Lớn rồi, làm như con nít vậy đó, người ta tự chùi được. Em đó, cứ vậy hoài à. Gia đình mình thì vui vẻ vậy đó, mà khi nghĩ tới ông Dĩ, mấy bữa nay gặp nó ở công ty, thấy nó tiều tụy, rầu rĩ, thấy thương nó quá. Chỉ có trong vòng một tháng thôi mà bao nhiêu biến cố xảy ra với ảnh, thiệt là tội nghiệp ảnh quá. Những nỗi đau mà bây giờ Triệu Dĩ đang gánh, sau này còn bị mang tiếng là bỏ vợ, quay lại với người tình cũ, nhìn thấy rầu cho nó quá. Qua chuyện của ảnh với Ngọc Anh đó, em mới nhận ra là chuyện tình cảm phải chân thành mới có thể bền lâu được anh à. Ủa, tới bây giờ em mới nhận ra hả? Tình yêu chân thành nó giống như là tình yêu mà anh dành cho em vậy đó. Ai biết đâu, lỡ như ngày mai á anh thay đổi, ai biết chừng. Ở bên em á, anh hạnh phúc cũng không hết nữa, vui gì thay đổi chứ, đúng không? Nè, con đã thấy bây giờ anh nè. À thôi chết, anh ơi, em quên nữa. Con Thủy á, nó qua ngủ với con Thảo từ tối hôm qua tới giờ, mà em quên báo cho Ngọc Anh biết. Chắc là cổ đang lo lắm.
để em gọi điện, chứ không thôi nó trách mình á. Ừ, vậy em gọi điện thoại báo Ngọc Anh một tiếng. Sao lâu quá mà không ai bắt máy hết? Chắc Ngọc Anh còn ngủ á. Thôi, em đừng có gọi nữa. Đằng nào anh cũng lên công ty, chúc anh ghé ngang báo Ngọc Anh biết một tiếng. Ừ. Mà anh nè. Ừ? Anh có nghĩ là Triệu Dĩ và Mỹ Lan quay lại với nhau không? Anh có một niềm tin rằng Triệu Dĩ sẽ hạnh phúc khi quay lại với Mỹ Lan. Em có nghĩ vậy không? Em á thì không tin là Mỹ Lan sẽ đồng ý, cho dù họ đã có nhiều duyên nợ với nhau. Tuy là em không chơi thân với Mỹ Lan, nhưng mà coi như là biết nhau từ nhỏ. Tính Mỹ Lan á, nó ngoan hiền, nhưng mà lại rất cố chấp. Chẳng thà để cho mình thiệt thòi, chứ không bao giờ giành giật với ai hết. Em á, dám khẳng định với anh là hơn 90% Mỹ Lan sẽ không chấp nhận quay lại. Ừ. Tại sao em lại có thể chắc chắn đến như vậy? Tại vì em hiểu Mỹ Lan. Sao phụ nữ lại nghĩ phức tạp đến như vậy? Cả hai đều đang cô đơn, tình yêu là điều cần thiết, thì tất nhiên là người ta đến với nhau thôi. Nhưng mà trong thời gian bây giờ á, thì mình chỉ có thể giúp họ một việc duy nhất thôi. Là chuyện gì? Là phải chăm sóc, lo lắng cho Tiên Thủy, giúp con bé vượt qua được cú sốc này. Ừ, em nói cũng đúng. Chị gái. Ủa, sao cậu đứng đây? À, tôi đến để gặp Ngọc Anh, báo Ngọc Anh biết là Tuyên Thủy đang ngủ nhà tôi. Để tôi mở cửa cho cậu. Ừ, cảm ơn chị. Ờ, cậu Minh đợi chút nha. Dạ. Đau thương mình mà buồn quá sinh bệnh thì tôi phải làm sao đây? Con nhỏ ra đi khi tuổi đời còn trẻ, sao nó đành đòn bỏ vợ chồng mình đi như vậy hả? Hôm trước nó mới gọi điện thoại cho tôi, nó nói là sẽ dẫn tôi đi thăm khu vườn sinh thái ở dưới này. Mà tôi chưa kịp xuống, tôi đã đành đoạn mà đi. Ngọc Anh ơi, Ngọc Anh, con ác lắm. Ngọc Anh ơi. Mà xin mà bớt đau buồn. Dù gì thì Ngọc Anh cũng đã đi rồi. Chắc chắn là Ngọc Anh không muốn thấy má buồn bã như vậy đâu. Thằng Dĩ nói đúng đó mình. Cũng tại cậu khiến con gái tôi mới ra nông nổi như thế này. Cậu là kẻ sát nhân, Mà đừng đánh ma con. Má chết ma cũng đau khổ giống như ngoại với con vậy má ơi. Thôi bác, để con đưa bác về rồi nghỉ ngơi nha bác. Đúng đó mình, mình cũng mệt mỏi rồi. Về nhà cậu Minh nghỉ ngơi một chút đi mình. Tôi
về Sài Gòn. Ông muốn ở lại đây thì ở, chứ tôi không cần cái thứ tình thân lạc như nước lã này đâu. Ngoại ơi, ngoại đừng giận nữa mà ngoại. Thủy à, con đi về với ngoại nghe con. Thôi con không về Sài Gòn đâu ngoại, con muốn ở đây với ba con thôi à. Ngoại ơi, nghỉ hè con lên thăm ngoại mà ngoại. Phải rồi, đứa cháu ngoại này mà cũng coi bà ngoại không ra gì. Ngoại, làm sao mà ba nó yêu thương được má nó đây? Ngọc Anh ơi, Ngọc Anh, con vô phương lắm. Ngọc Anh ơi, ngoại, Ngọc Anh. Ngoại, ngoại. Thôi, để bà đưa má con về Sài Gòn luôn. Coi bà như vậy chứ mau tha thứ lắm. Sau này á, đợi má con bớt giận rồi con đưa Thủy lên thăm má con nghe. Dạ. Thôi, mình đi về đi. Đi mình. Ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại. Tiên Thủy, ngoại có con giận, để ngoại bớt giận, bà đưa con về thăm ngoại nha. Bà ơi. Gì? Đi về thôi. Bà ơi. Mày đưa Tiên Thủy về nhà giúp tao. Tao muốn ở lại đây một lát nữa. Má. Ừ. Vậy tao đưa Tiên Thủy về trước. Con vậy má. Em. Thủy à, để dì đưa con về nha. Con muốn ở đây với má con. Thôi về nghỉ ngơi đi con. Em đưa Thủy về trước nha. Tại sao em lại chọn cho mình cái chết như vậy? Em làm cho tôi và con không thể nào thở nổi. Tại sao vậy? Có phải anh là một người có số mạng không tốt phải không? Má mất, con trai mất, tới giờ vợ cũng tự tử. Anh phải làm sao đây? Anh đừng đổ tất cả tội lỗi lên người mình nữa. Sống chết có số. Nam mô A Di Đà Phật. Từ lúc ta chào đời cho đến khi ta từ giã cõi đời này, tất cả đều được định sẵn. Mỗi người có một số mạng của mình. Số mạng đó đã được định sẵn. Đó là định mệnh. Cho nên sau cái chết của Ngọc Anh, em phát hiện thì ra em và anh vốn dĩ chỉ có một chữ duyên. Còn chữ phận xin hẹn lại kiếp sau. Không, em không thể đối xử với anh như vậy.
Ai nói với em là hai đứa mình không có duyên phận? Anh không tin. Trọn đời này anh em xin lỗi. Em đã quyết định rồi. Hôm nay em muốn đến viếng mộ của Ngọc Anh và muốn tỏ bài với cô ấy. Trọn đời này Mỹ Lan sẽ không làm điều gì có lỗi với Ngọc Anh. Em xin lỗi. Em phải đi rồi. Tại sao vậy? Khi em chết rồi, em còn chia rẽ tôi và cô ấy vậy? Tại sao vậy? Nếu như con phải chia sẻ tình thương và những điều tốt đẹp mà con đang có cho một người khác thì con có buồn không? Không hiểu tại sao nhà mình lại ra nông nổi này. Tình cảm không được thêm chút nào mà mình còn mất đi những người thân yêu nhất. Phải làm sao đây? Con có giận ba không Thủy? Sao con lại giận ba chứ? Trong khi chuyện này ba mới là người đau khổ nhất mà. Mẹ con đã ra đi đau đớn như vậy, ba thiệt không biết phải nói với con làm sao nữa. Nhưng mà ba ơi, sao má con lại chọn cách này vậy ba? Má con thật dại dột khi chọn cho mình cách tự tử để chạy trốn tất cả. Nhưng mà rồi chuyện gì cũng có cách giải quyết đúng không ba? Đúng. Nhưng không phải ai cũng có bản lĩnh để vượt qua tất cả. Má con đã không làm được điều đó. Ba biết lỗi của ba cũng lớn lắm. Ba đã đẩy má con đến đường cùng, đã không cho má con một lối thoát. Ba xin lỗi con. Con không có trách ba đâu. Ba. Mày vô mày nghỉ ngơi đi, rồi chiều tao qua tao đón mày qua nhà tao ăn cơm nghe. Ừ. Lan. Ừ? Đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Nhìn mày mệt mỏi quá à. Hồi nãy nghe toàn tiên án mà tao nói hết da gà. Ừ. Mọi chuyện bây giờ xong hết rồi, nhẹ cả người. Tao thấy đau lòng quá. Khi nghe tòa tuyên án anh Sinh 5 năm so với mức án 15 năm của ông Tư Bốn thì 5 năm của anh Sinh là nhẹ rồi đó. Ừ. Tao nghe nói nếu mà cải tạo tốt thì sẽ được ra sớm. Rồi sau vụ anh Sinh mày định sống như thế nào vậy? Hôm trước tao đã nói với mày rồi, tao sẽ quay lại Đà Lạt làm công việc còn dang dở. Với lại sau này tao sẽ không trở lại đây nữa. Tao muốn thí pháp quy y. Cái gì? Mày định đi tu hả? Vậy còn tình cảm của mày thì sao? Tao thấy bây giờ là cơ hội tốt nhất để mày và Triệu Dĩ quay lại với nhau.
Lan à, mày còn trẻ, mày có thể làm lại từ đầu mà. Tao cũng đã từng suy nghĩ. Mày nói thiệt chứ? Vậy mà nó đi tu làm tao lo muốn chết hả? Tao có ý định này. Khi Ngọc Anh chưa chết, lúc đó tao sẵn sàng chờ đợi. Đến khi anh dị ảnh giải quyết xong mọi chuyện trong gia đình, rồi hai đứa sẽ đến với nhau và sẽ cùng nhau làm những việc từ thiện. Vậy thì bây giờ thuận lợi quá rồi còn gì nữa. Bây giờ thì tao không thể nữa à? Tại sao? Hoàn cảnh bây giờ tao không thể nào làm được như vậy. Có gì đâu mà không thể. Mày và anh Dĩ đều tự do, còn Tiên Thủy thì đã lớn rồi. Mày có biết là tao phải đối diện với những chuyện gì hay không? Cái chết của Ngọc Anh, sự đàm tiếu của dư luận. Tao nghĩ mình nên buông tay khỏi mối tình vô vọng này. Tính tiền đi bà chủ ơi. Con dạ, gái. Ba. Giờ này còn chưa ngủ nữa hả? Sao ngày nào ba cũng uống rượu vậy? Ba uống vài ly cho vui thôi hả? Nhưng mà con không thích ba uống rượu. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra làm con rất buồn. Và con còn đau lòng hơn khi thấy ba cứ sống trong buồn đau như vậy đó. Ba hiểu ý của con, ba sẽ cố gắng mà. Ba cố gắng bằng cách ngày nào cũng uống rượu sao? Vậy sao ba không làm điều gì đó tích cực hơn? Trong lúc rối bời như vậy, ba chưa thể nghĩ ra điều gì sáng sủa hết con à. Ba, sao ba không tìm đến cô Mỹ Lan đi? Sao con lại hỏi như vậy? Ba với lại cô Mỹ Lan đã từng yêu nhau. Bây giờ con không dám ngăn cản ba nữa đâu. Chuyện này khó nói lắm con à. Ba nghĩ nên để thời gian sau đi. Ba, con cũng không cần biết. Bây giờ con chỉ mong muốn là ba phải sống vui lên thôi à. Chứ ba ngày nào cũng như vậy á, con sống không nổi đâu. Ba sẽ cố gắng mà. Ba có thể đi du lịch nè, có thể bước thêm bước nữa, hoặc là ba có thể làm bất cứ điều gì mà ba muốn. Miễn sao á, ba cảm thấy vui là được rồi. Một thời gian nữa đi con, qua giai đoạn này rồi ba mới tính được. Tại sao không phải là bây giờ chứ? Chứ con nhìn thấy ba như vậy á, con nói thiệt là con cũng không muốn sống nữa. Ba biết không, bây giờ á, có mình ba là chỗ dựa duy nhất của con thôi à. Nhưng mà chỗ dựa như vậy á, thì con không biết làm sao nữa. Bây giờ ba không muốn làm điều gì hết. Con gái, con là tất cả niềm vui của ba. Ba, ba hãy nghe con đi. Bây giờ á, con đã có thể tự lo cho mình rồi, không có cần ba chăm sóc giống như hồi nhỏ nữa đâu. Con trở thành người lớn từ lúc nào vậy Tiên Thủy? Trả lại cho ba cô gái nhỏ bé đó đi. Nãy giờ là con nói thiệt đó. Thôi con đi ngủ nha. Ba hãy suy nghĩ về lời đề nghị của con đi. Đi du lịch đi ba. Thôi con đi ngủ nha. Chúc ba ngủ ngon. Em phát hiện thì ra em và anh vốn dĩ chỉ có một chữ duyên. Còn chữ phận, xin hẹn lại kiếp sau. Trọn đời này, Mỹ Lan sẽ không làm điều gì có lỗi với Ngọc Anh. Ba có thể đi du lịch nè, có thể bước thêm bước nữa, hoặc là ba có thể làm bất cứ điều gì mà ba muốn. Miễn sao ba cảm thấy vui là được rồi. Hồi nãy giờ con chỉ ra sông ngắm hoàng hôn thôi à. Lần đầu tiên con thấy bình minh đó ba.
Công chúa của ba có khi nào dậy sớm được đâu mà thấy bình minh. Ơ, không dám đâu. Ngày nào con không dậy sớm, tại vì con học chứ bộ. Ừ, ba dọc con thôi. Ở bờ sông này, mỗi thời gian trong ngày đều có vẻ đẹp riêng của nó. Ba, ừ? Nhìn kìa, mặt trời đẹp quá à. Từ giờ ba sẽ không u sầu nữa đâu. Ba nói thiệt không á, như vậy mới là ba của con chứ. Ba đi xa thì con có buồn không? Buồn thì con gửi thư, không có gọi điện thoại cũng được mà. Mà hả, có gì đâu mà ba phải lo cho con. Con lớn rồi. Ba hả, bây giờ ba có thể làm bất cứ điều gì để ba thấy vui á. Con ở với ba Minh má Mai, chờ ngày ba phục hồi công lực. Ừ, vậy con ở nhà ráng nghe lời ba Minh mẹ Mai nghe chưa. Ừ. Cho ba một thời gian. Ba hứa với con, khi ba trở lại, ba sẽ thay đổi hoàn toàn. Tuân lệnh ba. Ráng học giỏi nha con gái. Ừ. Cái đó thì ba khỏi cần lo. Con gái của ba lúc nào cũng hạng nhất nhì trong lớp hết á. Đừng có chủ quan quá nha con gái. Ừ, con biết rồi. Ba hả, nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha. Con yên tâm đi. Dạ. Sau này việc chính ở công ty chắc là chỉ có ông bà mới giúp được tôi thôi. Ý mày là sao? Tao chưa hiểu. Ủa, anh định đi đâu sao? Tôi cần phải đi đâu đó một thời gian để nguôi ngoai mọi chuyện. Tao thấy mày cũng nên đi chơi cho khuây khỏa. Trong cái chuyện này mà gặp tao á, bằng một cách là xong. Cái anh này, chuyện vậy cũng giỡn được nữa. Từ giờ tao sẽ đảm nhận việc kinh doanh của công ty và công tác phát triển thị trường. Nhưng mà chuyện đó phải đi suốt. Mày đi để ai quản lý công ty? Vậy mới nói chuyện với ông bà đây nè. Mọi công việc quyền hành tao giao hết cho mày đó. Thì trước giờ mày cũng làm không cho ai. Vậy còn bé Tiên Thủy thì sao? Anh cũng đã nói chuyện với Tiên Thủy rồi. Nhờ Mai chăm sóc con gái giùm anh nha. Cũng may mắn nói với bé Thảo thương nhau như hai chị em ruột vậy. À, dạ, vậy anh cứ yên tâm mà đi đi. Chuyện ở nhà đã có tụi em lo rồi.